Rồi một năm có bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Rồi bây giờ trước tiên chúng ta thấy các cái mùa đó đều dính dáng tới những người yêu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta lắng nghe bài Mùa thu cho em của Ngô Thị Miên qua hai giọng ca được rửa là chúng ta sẽ cùng chung vui em với anh mơ mùa thu ấy.
tay các bạn ơi. Hay quá các bạn.